lại con không? Làm này nào đấy? Hôm nay thì sao? Thôi, rơi rồi. Thôi. Thôi, chở ý tôi, anh Tham. Quay cái nhà xoay ấy. Xe gì nó nhỏ xíu ấy kìa. Mày mà đứng lên là thêm một tạ nữa đấy. Mày xách luôn rồi cho nó nhanh để còn cho lên đấy. Sạch nhờ, sạch dã man luôn.